Với chiếc xe này với tầm giá trên 400 triệu thì có lẽ không có đối thủ, bởi vì nó mang quá nhiều những công nghệ cũng như tính năng và cái khả năng vận hành của dòng xe này cực kỳ là êm ái, mượt mà và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với khối động cơ 1.5 hộp số CVT cao cấp, và khả năng của cái không gian nội thất của nó cực kỳ rộng rãi và vô số những option phục vụ trực tiếp cho người sử dụng. Với chiếc xe thì với chiếc xe này anh chị sẽ nhận thấy được rằng là với tầm tiền này sẽ không có đối thủ về mặt lựa chọn anh chị nhé. Đầu tiên thì ta nhận thấy được là bản thân chiếc xe đã được trang bị điều hòa tự động, hộp số CVT với 7 cấp số ảo, và đây là hộp số với công nghệ ưu việt thời đại mà bây giờ gần như chiếc xe nào cũng sẽ sử dụng hộp số này. Để ấn nổ, start top, chìa thông minh, lên được màn hình Android, và đặc biệt đó là có chế độ đi ga tự động. Rất nhiều những tính năng, và chiếc xe này được trang bị đến 6 túi khí an toàn. Và toàn bộ ghế da của xe là ghế da nguyên bản, đục lỗ rất cao cấp, bản ghế ngồi rộng, không gian nội thất rộng. Thì đây chính là những ưu điểm của chiếc xe này. Và đây chính là một cái chiếc xe mà nó sẽ mang lại rất nhiều những điều có lợi cho người sử dụng. Bởi vì với bản thân chiếc xe này thì mang khối động cơ 1.5 với công nghệ máy EVTEC. Với công nghệ máy EVTEC thì thực sự đây là một cỗ máy rất ưu việt. Và khoang nội thất ở hàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi, mang lại sự thoải mái cho người sử dụng. Ta có thể nhận thấy được là toàn bộ ghế da của chiếc xe này là vẫn nguyên bản, còn nguyên zin theo xe. Và không gian nội thất thì cực kỳ rộng rãi các bác nhé. Và chiếc xe này có trang bị cửa gió điều hòa phía đằng sau. Được lên nốt sàn 5D rất đẹp luôn. Phải nói đây là một chiếc xe với tầm tiền trên 400 triệu đồng thì không có đối thủ. Na răng phay các bác này. Form dáng xe đẹp, nhiều những cái điểm rất là tuyệt vời. Vậy thì đây chính là một cỗ máy và chính là một chiếc xe đến từ thương hiệu xe Nhật, một dòng Honda City được sản xuất 2020, cực kỳ ưu việt, mang nhiều tính năng cao cấp. Phải nói rằng cái thiết kế của Honda City đời này nó rất là đẹp luôn anh chị ạ. Với nước sơn màu canh xanh Kavansai thì thực sự đây là một cái mẫu xe nó sẽ rất thích hợp với những anh chị nào mệnh thủy. Mệnh thủy đi xa Kavansai thì tuyệt đẹp luôn. Một cái chiếc xe mà hoàn mỹ từng chi tiết luôn. Anh chị có thể nhận thấy được mà một dàn lốp rất còn mới này. Và anh chị sẽ thực sự bất ngờ khi mà xem vào cái thông số nhiên liệu của chiếc xe này. Với một chiếc xe bản chập top, đây là bản đủ, thì nó sẽ được trang bị khối động cơ 1.5 công nghệ CVT, công nghệ máy EVTEC, và cỗ máy này chỉ đến 4.8 lít trên 100 km thôi. Và thực sự đây là một mức tiêu nhiên liệu quá tuyệt vời anh chị nhé. Quá tuyệt vời luôn. Và nước sơn màu cái xanh Kavansai, chị thấy đẹp không ạ? Đấy, đẹp không ạ? Và ta sẽ thấy được rằng là Honda City thì nó có điểm nổi bật, đó chính là không gian nội thất vô cùng rộng rãi anh chị nhé. Nó sẽ thoải mái cho những người ngồi trước, ngồi sau và người cầm lái. Cộng với hộp số tự động CVT cho cảm giác lái êm ái mượt mà. Thì Honda CVT này, nó là một cỗ máy tuyệt vời. Tuyệt vời anh chị nhé. Tiếng nóng cửa rất chắc luôn. Và với chiếc Honda City thì nó là một chiếc xe nằm ở phân khúc hạng B, nhưng nó có nhiều công nghệ tính năng nổi bật hoàn toàn so với những chiếc xe hàng phân khúc. Nhìn chung đối với Vios thì không đủ tuổi để so sánh với lại dòng Honda City này. Vì thứ nhất Vios chật hẹp, thứ hai đó là với công nghệ 2020 thì nó chưa thể nào có thể chạy được bằng chiếc xe này. Và nếu nói về độ tiết kiệm nhiên liệu và tiêu hao nhiên liệu thì dòng Honda City này còn hơn hẳn luôn. Nó còn tiết kiệm hơn rất nhiều nhé. Riêng về không gian nội thất và option thì vô viên luôn. Nào là đề nổ, nào là chìa thông minh, nào là hộp số CVT, nào là 6 túi khí, nào là ghế da nguyên bản theo xe. Rất nhiều những công nghệ cao cấp được trang bị cho mẫu xe này. Đấy, các bác nhìn thấy chiếc xe nó rất đẹp luôn nha các bác nhé. Nó rất là đẹp luôn. Vậy cho nên là nếu như mà các bác nào
mà muốn mua một chiếc xe chất, một chiếc xe đẹp thì các bác không thể bỏ qua mẫu xe này. Chân thì là chân nỉ nguyên bản theo xe này. Tất cả các chi tiết tính năng của xe hoạt động bình thường. Xe thì sản xuất 2020 phiên bản top anh chị nhé. Và giá tiền của bên em đang bán cho chiếc xe này cũng rất hợp lý các bác ạ. Rất hợp lý nhé các bác nhé. Và chỉ cần alo trực tiếp tới số hotline cầm tay của em Công, đó là 0964 834 834, thì anh chị sẽ mua được một chiếc xe chất, một chiếc xe đẹp, một chiếc xe đảm bảo được đủ tất cả chất lượng của chiếc xe này. Và ta có thể nhìn thấy được là đèn full LED các bác này. Đấy, với phiên bản top thì được trang bị đèn full LED, ánh sáng cực sáng vào ban đêm. Và các bác nhìn đây, đèn gầm cũng là đèn LED này. Form dáng xe đều và rất là đẹp luôn các bác nhìn đây ạ. Không có điểm chê nhá. Mặt châu, mặt ca lăng được thiết kế mạ chrome, kết nối giữa hai phần đèn với nhau cho giải sáng vô cùng tuyệt vời. Đây ạ, đèn đóm zin tuyệt đối luôn. Với tất cả những chiếc xe của bên 34 Fun bán ra thì đều cam kết cho anh chị đó là máy zin, số zin, không tai nạn đâm độ, không ngập nước, không thủy kích các bác nhé. Đây các bác nhìn đây ạ, đây là khoang máy đây. Và với khối động động cơ 1.5 công nghệ máy EVTEC thì Honda City chính là một cái mẫu xe được khẳng định là đạt chuẩn về chất lượng. Đây máy đang nổ rất êm nhé anh chị nhé, máy zin tuyệt đối luôn. Bao check test mọi nơi mọi chỗ mọi thời điểm luôn các bác nhé. Đây ạ, các bác nhìn thấy chất lượng của xe rất rất ok. Khoang máy xe đẹp đúng không ạ? Khoang máy xe đẹp. Đây, từng con ốc nó còn nguyên chấm sơn này các bác này. Tất cả những chi tiết xe là đều và rất là đẹp. Đều và rất là đẹp luôn. Đây ạ, các bác nhìn cho em cái khoang máy đấy ạ. Một lần nữa và tất cả những chi tiết ở phần mặt ngoài của xe. Chung là với chiếc xe này thì nó là một cái sản phẩm mà đến từ thương hiệu xe Nhật thì bao giờ nó cũng có độ nét, độ chuẩn, độ zin. Đây các bác nhìn đấy ạ, từng chi tiết luôn các bác nhé. Đấy, từng chi tiết luôn. Rất chắc chắn và rất ok. Một chiếc xe đẹp zin toàn tập các bạn. Zin toàn tập. Màu xanh carbon size phải nói rằng là cái màu sắc nó rất là đẹp luôn. Nó thích ứng với nhiều anh chị, vừa sang trọng vừa sạch sẽ. Một dàn lốp mới này các bác này. Một dàn lốp mới nhá. Xi nhan tích hợp chân gương này. Đấy, tiếng đóng cửa chắc nịch. Form dáng xe đều đặn và đẹp. Những đường nét thiết kế của Honda City thì phải nói rằng là không có tì vết và không có điểm chê. Và đây các bác nhìn đây ạ. Này, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Phía trước, phía sau đều cân xứng nhau. Rất cân xứng nhau. Phần đèn phía sau, các bác nhìn phần đèn phía sau đây ạ. Này, cảm biến xung quanh xe rồi. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Màn hình Android để cho các bác giải trí đa phương tiện. Ta kiểm tra xem cốp xe xem nào nhé các bác nhé. Vâng, vô cùng rộng rãi các bác nhé. Với Honda City thì được trang bị một cái không gian cốp cực kỳ rộng luôn. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời rồi. Đấy, tất cả các chi tiết nó rất là đẹp. Rất là đẹp và rất là chuẩn. Lốp này, sơ cua này các bác này. Đồ đạc, dụng cụ, cua lốp còn zin nguyên này. Đấy, khoang lốp rất rộng rãi. Khoang để lốp còn thoải mái luôn các bác nhé. Chúng ta với chiếc Honda City 2018 này thì anh chị hoàn toàn yên tâm tuyệt đối với chất lượng của chiếc xe mà bên em đang bán ở tại đây anh chị nhé. Vậy thì với cái chiếc Honda City Top 2020, vâng, đây là chiếc 2020. Hiện tại bên em đang có rất nhiều Honda City, rất nhiều Honda City Top, đó là 2020, 2018, các màu đen, trắng, đỏ và màu xanh carbon size đây. Thì chiếc xe này thì em đang bán đó là 465 triệu đồng anh chị nhé. Giá rất hợp lý cho toàn bộ tất cả anh chị đang quan tâm tới mẫu sản phẩm này. 465 triệu đồng cho mẫu Honda City Top 2020, cực kỳ hợp lý luôn. Nếu anh chị đang muốn nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy điện thoại trực tiếp cho em Công theo số hotline, đó là 0964 834 834 anh chị nhé. Hoặc đến trực tiếp địa chỉ của 34 Fun, số 32 đường An Định, thành phố Hải Dương để xem xe. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị.